liên quan đến vụ việc bé trai 4 tuổi nằm ngủ co ro dưới đường sáng 13/9, bà Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khâu Vai cho biết. Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về sự việc trên và ngày hôm qua, 12/9, lãnh đạo xã làm việc với các bên liên quan đến cháu bé. Hiện em đang sinh sống tại thôn Chù Lùng Dưới, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Được biết em bé tên Hùng, 4 tuổi. Theo chia sẻ của chị Ngọc Hồng, người đăng tải câu chuyện, bố cháu bé mất cách đây khoảng 2 năm, mẹ em lấy chồng khác tận Cao Bằng. Sau khi mẹ đi thêm bước nữa, cháu bé được bác trai nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, người này lại thường xuyên uống rượu nên cách đây khoảng 1 tháng, người vợ đã bỏ đi. Cháu bé sau đó chuyển sang ở với ông bà ngoại và một số chú, bác khác trong nhà. Tuy nhiên, người bác lại tiếp tục rượu chè và lớn tiếng, quát mắng cháu chỉ được ăn ở nhà bà ngoại, không được ngủ. Chị Hồng kể, khoảng 23 giờ tối 11/9, chị được người dân báo tin nhìn thấy một cháu bé nằm ngoài đường, liền tức tối đến thôn Chù Lùng Dưới xem xét tình hình. Khi chị đến nơi, bé Hùng đã được ngủ nhờ nhà dân cách nhà cháu khoảng 500m. Hoàn toàn không có việc bé phải ngủ ngoài đường cả đêm. Những người dân sinh sống tại thôn Chù Lùng Dưới cũng cho hay, những hôm không được ngủ nhờ cháu bé thường tìm đến bờ bụi hay hốc đá nghỉ ngơi. Vào ngày 12/9, chị Hùng cùng mẹ ruột cháu bé đã đến Ủy ban Nhân dân xã Khâu Vai xin làm thủ tục nhận nuôi cháu. Trước mắt, chị sẽ đưa bé ra trung tâm chữa bệnh, sau đó mới tính đến các thủ tục pháp lý. Chính quyền địa phương xã Khâu Vai cũng nhất trí, ủng hộ quyết định của chị Hồng. Được biết, chị Hồng cũng đang nuôi, chăm sóc một cháu bé 9 tuổi có hoàn cảnh tương tự bé Hùng. Bố mẹ bỏ nhau, cháu bị gãy tay và đang phải nhập viện điều trị. Tôi sẽ tự lo mọi chi phí liên quan đến bé Hùng để trước mắt cháu ổn định sức khỏe đã. Tôi nghĩ việc làm thiện của mình chính quyền xã và mọi người đều ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ tôi, chị Hồng chia sẻ. Trước đó, phía chính quyền địa phương xã Khâu Vai đã trực tiếp vào tận nhà người bác nhận nuôi cháu để nói chuyện về việc chăm sóc cháu thời gian tới. Tuy nhiên, người này cho biết chỉ đồng ý khi chính quyền địa phương nuôi cháu bé, còn đưa cháu về nhà mẹ đẻ thì ông không đồng ý.